Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News. Và trước khi bắt đầu vào tin tức của ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật những thông tin mới nhất cùng với chúng mình nhé. Omicron là siêu biến thể Covid mạnh nhất đang khiến toàn thế giới phải lo sợ, lây nhiễm mạnh hơn 500% so với Delta. Đây là thông tin mới được giới khoa học thông báo khiến cho người dân trên toàn cầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở miền Nam Châu Phi và được báo cáo với WHO vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện từ mẫu xét nghiệm thu thập vào ngày 9 tháng 11. Trong những tuần gần đây, số ca bệnh ở Nam Phi tăng mạnh chung với thời điểm phát hiện biến thể Omicron. Ngoài Nam Phi, thì Omicron còn được phát hiện ở Israel, Botswana, Bỉ và Hồng Kông. Các nhà khoa học xác định biến thể này có 32 đột biến ở protein gai, gấp đôi số đột biến ở biến thể Delta. Nhiều đột biến trong số đó có liên quan đến việc tăng khả năng kháng thể có thể làm giảm hiệu quả của vaccine, trong khi một số đột biến khác có thể làm cho virus dễ lây lan hơn. WHO cũng cho biết sẽ mất vài tuần để hoàn thành các nghiên cứu về Omicron, từ đó thì giới khoa học có thể xem xét liệu Omicron có gây ra bất cứ thay đổi nào về khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng của bệnh hoặc các thay đổi liên quan đến tác dụng của vaccine, đến hiệu lực xét nghiệm và phương pháp điều trị COVID-19 hay không. WHO cũng nhận định rằng biến thể này có một số lượng lớn các đột biến, trong đó có một số đột biến đáng lo ngại. Bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm với biến thể này tăng lên so với các VOC khác. Phương pháp chẩn đoán PCR SARS-CoV-2 hiện tại vẫn có thể phát hiện ra biến thể này. Trước đó, nhiều quốc gia cũng đã thông báo cấm các chuyến bay từ khu vực Nam Phi với hy vọng làm chậm sự lây lan của biến thể này. Thị trường chứng khoán và giá dầu lao dốc do lo ngại biến thể có thể giáng một đòn nặng nề vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin này. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất cùng với chúng mình nhé.